once again. Kính thưa quý vị, bây giờ là Cát Tường sẽ đi đến Đức Mẹ núi cuối. À, chúng ta đang chạy từ cái đường qua Gia Kiệm một chút xíu. Chúng ta thấy có một cái bảng đi quẹo lên dốc mơ. Và lên dốc mơ chúng ta sẽ đi thẳng vào khoảng một cây số nữa là chúng ta sẽ tới Đức Mẹ núi cuối. Và bây giờ là hành trình của chúng ta. Bên đây đường là rừng cao su còn non. Cao su này cao su còn non. Đó, đường đi lên còn xa. Phía trước là cái gì mà sao chúng tôi lại thấy có sông nước? Lạ vậy, đi lên núi cuối mà sao xa xa lại thấy có nước trời, giống biển gì. Đường đi ra đây rất dằn. Ôi. Dạ chị An lắm à. An à. Chị An âm vang mùa thu gì đó hả? Xuống à, âm vang mùa xuân. Đó đó kia bên núi cuối kia. Đó đó cuối đó kia. À, đó trên, ở trên. Kia đó đó à, kia. Mẹ của lòng thương xót. Mẹ núi cuối đã thấy rồi bà con ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đó xa xa. Đừng dừng dừng đó, để dừng dừng mẹ núi cuối, dừng dừng cho mình quay cái cho nó êm coi. Xa xa bà con thấy không? Đó là mẹ núi cuối, cuối đó, cuối là cuối đầu. Mẹ của lòng thương xót về bên lòng cha hướng nguồn ơn phúc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên đỉnh nha bà con. Theo đường, tìm đường đi lên đỉnh. Bữa hôm một lần Cát Tường đã tới đây rồi, vào ban đêm mà đi bằng xe Honda, Tường nó vượt theo cái đường đất đỏ đó lên tuốt ở trên. Nhưng mà lên tới trên thì tới giờ đó là giờ người ta không mở cửa nữa. Dù tới đường chùa Giới Nghiêm, người ta đường giờ Giới Nghiêm người ta không cho lên. Nên hôm nay ban ngày mình mới quay lại mình tìm coi như thế nào. Đó, hôm qua mình cũng vô đây nè, mình quay đi lên tới nơi cái người ta không cho lên nữa. Rồi chúng ta đã đến khuôn viên núi cuối. Ủa, là Đức Mẹ đi thôi hả? Một chỗ này thôi à? Chẳng còn nhà thờ. Không có nhà thờ. Dạ, lắng còn nhà thờ. Nhưng mà nói là linh lắm. Tường đang đứng ở trên núi cuối rồi. Lần đầu tiên Tường đến đây. Lúc đầu lúc mà ở phía dưới chân núi Tường chưa lên á, thì Tường tưởng trên đây là có nhà thờ. Nhưng mà không phải. Khi lên tới đây thì chỉ có Đức Mẹ ngay giữa trời vậy thôi. Và những con chiên hả? Những con chiên thì rất là ngoan đạo đến đây để người ta cầu nguyện. Và Tường nghe nói là ở đây rất là Đức Mẹ rất là linh thiêng, cho nên là người ta đến cúng và đến cầu xin rất là nhiều. Thì Tường là người ngoại đạo thôi, nhưng mà Tường cũng tìm đến những nơi linh thiêng và Tường để mà mình cầu nguyện. Thì mọi người có dịp thì cứ đến chỗ Thống Nhất ở Trảng Bom á, Thống Nhất Định Quán, Đồng Nai, mình cứ lên thử danh núi cuối để mình xem. Tường thấy hình như là cũng có một cái thùng phước sư, ở cái thùng không biết ở bên đạo chúa gọi là cái thùng gì, nhưng mà nói chung là quyên tiền, chắc là cũng để xây dựng cái gì đó. Thì Tường sẽ đến xem thử. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Thank you.
rất đông là chắc. Bình thường là đông lắm. Đang cần nguyên tiền để có thể xây dựng thêm. Thấy mọi thứ nó còn rất là hoang sơ. Đến đây thì vẫn có là nước uống nha bà con, có nước uống tinh khiết nè. Rồi xong, nước uống tinh khiết, không được rửa tay rửa chân. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Tạm biệt Đức Mẹ Núi Cuối.